Quý vị biết gì về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mình hay của cá nhân mình? Quý vị muốn tổ chức tài chính của mình một cách hiệu quả hơn? Những bài học quý từ những tình huống thực tế để vượt qua hố tử thần. Xin lỗi, một cái doanh nghiệp đã lỗ lạ mà trở thành thành công. Đừng bỏ qua chương trình Nẻo đường tài chính, nơi gặp gỡ các chuyên gia đang quan sát quy luật vận động của thị trường. Làm ăn thì phải mắc nợ, bởi vì không mắc nợ thì không phải làm ăn. Với những nội dung tài chính được truyền tải một cách bình dân nhất. Có cần phải báo động rồi, nhưng cũng có những ngành nghề chỉ 30-70 vẫn rất là ok. Với sự dẫn dắt dí dỏm của chuyên gia tài chính Nguyễn Tấn Bình, đón xem chương trình Nẻo đường tài chính do FBNC và công ty CEB Creative E-Learning Box phối hợp thực hiện, phát sóng hàng tuần vào 21 giờ ngày thứ ba trên kênh FBNC. Nẻo đường tài chính, đơn giản hóa các vấn đề tài chính của quý vị. Nẻo đường tài chính, rút ngắn con đường đến thành công.